Ánh mắt sáng và nụ cười hồn nhiên của các em vùng cao khi khoe thấy thành quả ươm mầm cây khiến ai nấy xem xong đều tan chảy. Được biết đây là tiết mục trồng cây đầy hứng thú của các em học sinh lớp 2 vùng cao. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng các em đã rất có ý thức trồng cây xanh. Dù thành quả thế nào, các em cũng vui vẻ, phấn khởi lắng nghe những đánh giá của thầy giáo. Đây là cây của bạn Vi cả lớp ạ. À. Không mọc đâu. Em nói là tới lớp 2 nó mới nhỏ được. Con trồng mấy ngày rồi? Không nhớ nữa. Bạn Vi trồng được cái cây mà mọc lên cái chậu luôn. Đây nè, mọc lên cái chậu luôn nè. Nè, đó, cây mọc lên cái chậu luôn, nghe không? Tua tủa luôn. Cây nhưng mà cây của bạn tốt nè, cây của bạn trồng này đạt yêu cầu nè. Thiếu nắng, vẫn còn thiếu nắng. Trồng mấy ngày được con? Không biết nữa, thứ mấy, con trồng thứ mấy? Chắc cũng đợi được 5-6 ngày rồi cái này á. Nhìn vẻ mặt vô tư hồn nhiên của các em mà ai cũng hoài niệm về một thời ngây dại, chơi đùa cùng chúng bạn, ước chỉ một lần được quay về tuổi thơ. Mong rằng các em luôn trân trọng khoảnh khắc quý giá này.